bốn thành phố phong thủy phải có trong nhà. Top 1, phần di lặc. Phần di lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy. Niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những buồn phiền căng thẳng của con người trở thành hạnh phúc. Tự phần di lặc mang đến cho gia chủ nhiều may mắn và tiền tài. Top 2, Đạt Ma Sư Tổ. Đạt Ma Sư Tổ là người nhà Phật. Ngài cũng là người sáng lập và khai sinh ra môn võ Thiếu Lâm Tự danh bất hư truyền. Tượng Đạt Ma giúp gia chủ trấn trạch trừ tà, xua đuổi tà ma và hóa giải vận khí xấu cho gia chủ. Top 3, Quan Văn Trường. Quan Văn Trường hay Quan Vũ là vị tướng vô cùng dũng mãnh ở thời Tam Quốc. Ông gắn liền với 5 phẩm chất của người quân tử là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Tượng Quan Văn Trường giúp hóa giải hung khí và sát khí, tránh được những điều không may và đề phòng tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại. Top 4, Tượng Tam Đa. Hình tượng Tam Đa Phước Lộc Thọ xuất phát từ hình tượng của 3 con người có thật sống vào 3 triều đại phong kiến Trung Quốc. Tam Đa Phước Lộc Thọ được trưng bày với mong muốn gặp được những điều tốt lành, có tiền tài và sống lâu cùng con cháu. Rước 3 cụ về nhà giúp gia tăng cát khí về phúc, lộc, giúp gia chủ thịnh vượng, công danh rực rỡ và sức khỏe dồi dào.